Thưa các anh chị, ban câu cố vấn của chúng tôi bao gồm Phó giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng, Thạc sĩ Đào Trường Giang, ông Chris Trần, ông Kerry Chamber, ông Amy Dương và ông Trần Thái Toàn. Đây chính là ban cố vấn cấp cao của Camley Academy đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian phát triển cũng như là xây dựng nên nền tảng đến việc học online, việc học trực tuyến, giáo dục tự thân là hạnh phúc. Và thưa các anh chị, để mà chúng tôi có thể được sự chấp thuận của ban cố vấn để mà đồng hành cùng chúng tôi thì đó là một quá trình rất là nhiều kỷ niệm và rất là nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Và Camley Academy luôn trân trọng và ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của ban cố vấn dành cho đội ngũ trong suốt thời gian vừa qua. Kính thưa các anh chị, để chúng ta có thể tiếp tục chương trình thì sau đây Quyên xin phép sẽ được mời CEO của Camley Academy, đó là chị Thái Thị Thanh Huyền, sẽ vinh danh có đôi lời chia sẻ đến các quý thầy cô cũng như các vị cố vấn ngày hôm nay, và sẽ thay mặt Camley Academy có thể xướng tên và vinh danh tri ân đến cho các vị cố vấn cấp cao trong buổi sáng ngày hôm nay, nhân dịp một cái dịp đặc biệt ngày hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam. Em xin mời chị Huyền nhé. Cảm ơn MC Tố Quyên với phần khai mạc rất là long trọng và cũng như là rất là ấm cúng. Thì thay mặt Camley Academy trong một cái không gian cũng như là một cái không khí vô cùng là đầy tình tri ân, thì tinh thần cho tôn sư trọng đạo cũng như là cái mặt huyết truyền thống trong thấm sâu cho mỗi thế hệ của người Việt Nam của chúng ta rồi. Và thường là vào đến ngày 20 tháng 11 như là một ngày lễ của toàn dân tộc của chúng ta, và trong đó thì các cái đối tượng cũng như là người học và những nhà giáo dục cũng như là các tổ chức giáo dục là một ngày hội chung cho toàn dân tộc. Và ở tại đó thì chúng ta sự nghiệp giáo dục được tôn vinh như là một trong những cái sự nghiệp vĩ đại nhất trong cái sự nghiệp của chúng ta. Thì ở tại Camley Academy đánh dấu cho cái sự khởi nghiệp một cái nền tảng đào tạo trực tuyến. Thì vào tháng 10 năm 2021 vừa qua, với cái sứ mệnh của Camley Academy là chia sẻ kết nối tình yêu thương vì một cái thế giới tốt đẹp hơn. Thì sau 2 tháng triển khai với sự đồng hành cũng như là hỗ trợ và cố vấn của các vị cố vấn cấp cao của chúng ta, thì Camley Academy hiện đang là sự lựa chọn của hơn 50.000 lượt người dùng trải nghiệm và sử dụng. Camley Academy cũng đang là điểm đến của hơn là 50 giảng viên tham gia trong các cái nhiều lĩnh vực, và trong đó thì là những cái lĩnh vực về thế mạnh của bên phía Camley Group của chúng ta cũng như là các cái thế mạnh của các cái đối tác, có thể kể đến đó là về mảng bất động sản, marketing hoặc là phát triển về cá nhân. Thì trong cái sứ mệnh trong 2 tháng vừa ra đời và vừa với cái phụng sự cho nhu cầu dạy và học ở tại Việt Nam của chúng ta với thông điệp là Hello Việt Nam, thì ngày hôm nay trong chương trình tri ân ngày nhà giáo Việt Nam với tất cả cái sự trân trọng và cũng như là những cái lời tri ân sâu sắc nhất, thì đại diện cho Camley Academy xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể giảng viên và chính cái sự đóng góp của các nhà đào tạo cũng như là đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng như là các đối tác trong cái lĩnh vực về công nghệ, và đặc biệt là các cái cố vấn cấp cao của chúng ta luôn là nguồn năng lượng tiếp sức và cũng như là thúc đẩy cái động lực thúc đẩy để cái con thuyền giáo dục của Camley Academy tiếp tục vượt qua những thử thách phía trước để có thể là hướng đến những tầm cao mới trong sự nghiệp của mình. Và trong cái sự nghiệp đó thì chúng ta không thể quên những cái người cố vấn đã đồng hành và đi cùng với chúng ta, có 6 vị của chúng ta. Thì trong cái ngày tri ân ngày nhà giáo Việt Nam thì chúng ta có một cái câu ngạn ngữ á, là một chữ của một làm thầy thuốc thì chúng ta có thể cứu được một mạng người. Xong mà khi mà chúng ta làm giáo dục á, thì chúng ta có thể cứu và có thể giúp được cho một dân tộc phát triển. Thì với lòng tri ân này, ngày hôm nay xin thay mặt Camley Academy gửi lời trân trọng đến với lại hội đồng cố vấn cấp cao của chúng ta. Đầu tiên vô cùng biết ơn và vô vàn trân quý một sự đồng ý như làm đến với Camley Academy ngày đầu.
Đó là phó giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng. Thầy là một trong những nhà đào tạo cũng như là những cây đại thụ trong cái lĩnh vực về giáo dục ở Việt Nam nói riêng, và cũng như có thể là về sử học trong trên toàn thế giới nói chung. Thì hiện tại rằng là thầy tham gia trong vai trò cố vấn và là những cái lời mời ngay khi rằng là Cambria Academy vừa ra mắt. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với phần tham gia của giáo sư phó thạc sĩ Đào Trường Giang. Anh Đào Anh Trường Đào Giang Trường là Giang đang là một trong trong những tứ trụ có thể là phát triển công nghệ thông tin ở từng những ngày đầu, và trong các cái làn sóng về công nghệ thông tin của Việt Nam của chúng ta, thì anh trải qua hết tất cả những cái làn sóng đó, và với kinh nghiệm trong trong cái cái lĩnh lĩnh vực vực về công công nghệ, nghệ thì thì anh anh Giang Giang đã đã kinh kinh qua qua rất rất là là nhiều nhiều vị vị trí trí cao cao, từ vị trí phó tổng phó giám tổng đốc giám đốc của của VTV VTV Play, Play rồi và hiện hiện tại tại thì thì anh anh đang đang tham gia cố vấn trong vai trò là công nghệ cũng như là định hướng cho Cambria Academy hướng đến nhiều dịch vụ và cũng như là các cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và tạo ra nhiều và giá trị tạo cho ra người nhiều giá dùng trị hơn. cho người dùng hơn. Tiếp theo Tiếp xin được theo xin được trân trọng trân trọng giới thiệu đến với một cố vấn cấp cố cao cao nữa nữa của của Cambria Cambria của chúng Academy ta, của chúng ta, và vô cùng biết ơn chị Ami Dương. Chị là một nhà giáo dục cũng như là một nhà truyền cảm hứng. Thì chị tham gia với Cambria Academy với mong muốn rằng là có thể là chia sẻ thêm về cái nguồn năng lượng cuộc sống, và cũng như là mang đến nhiều cái giá trị cho tất cả các cái giới trẻ không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với một cố vấn. Anh là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực về blockchain và cũng như là về mảng fintech ở trên toàn cầu. Anh cũng là người đã đưa kỳ lân của Việt Nam, kỳ lân của Singapore đến với lại làn sóng của NetDex, và trở thành rằng là một trong những kỳ lân của châu Á, đó là Garena. Ngoài ra anh hiện tại là cũng đang là cố vấn của các cái dự án cấp cao trên trên toàn cầu về mảng fintech và cũng như là mảng về mảng giáo dục, và nhiều cái dự án về blockchain. Xin trân trọng giới thiệu anh Chris Trần. Tiếp theo xin bộ phận kỹ thuật của mình có thể là chia sẻ cái cố vấn tiếp theo của chúng ta, đó là anh Kerry Chamber. Anh Kerry Chamber là một trong những cố vấn về mảng wealth management của Cambly Academy. Anh sẽ tham gia với Cambria Academy trong các cái khóa học về quản trị về tài sản, và cũng như là những cái kiến thức uyên thâm của anh để có thể là chuyển tải và chuyên chở các cái kiến thức đến với các cái thế hệ người học. Và cuối cùng là một chàng trai trẻ xuất thân từ Google Developer, và anh hiện tại là vẫn đang là cố vấn trong các cái nhiều dự án, và trong đó thì anh đang tham gia vai trò về cố vấn về công nghệ cho Cambly Academy. Xin trân trọng giới thiệu anh Trần Thế Toàn. Thì đó là một vài nét, một sơ nét cũng như rằng là những cái lời tri ân cho đội ngũ cố vấn cấp cao.